Chào mừng tất cả các bạn nha, trở lại với lại kênh Tuấn Khương TV. Các bạn ơi, bây giờ là Tuấn Khương đang trên đường đi chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ đó thưa các bạn. Thì mình phải đi sớm lắm. Như các bạn thấy nè, bây giờ thời gian mới có 4 giờ đó, 4 giờ 44 phút. Là chỉ khoảng chừng 20 phút nữa Tuấn Khương sẽ có mặt ở chợ nổi Cái Răng để cho kịp chuyến đi 5 giờ sáng. Mà mình phải đi sáng vậy đó, mình mới trải nghiệm được nhiều điều kỳ thú nha các bạn. Và bây giờ nè, các bạn nhìn đường nè, đó, những cái sương buổi sáng nó vẫn còn động, mà bây giờ xe mình nó là mình phải gạt nước, giống như gạt nước mưa vậy đó. Các bạn thấy nó hơi mờ không? Đó là sương xuống phải mưa nha các bạn. Thì không biết là cái trải nghiệm trên sông của chợ nổi Cái Răng vào buổi sáng cái cảm giác như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là 1 giờ sáng là Tuấn Khương bắt đầu lên xe xuất phát đi rồi. Và hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn nhiều cảm xúc thật là tuyệt vời khi đến với chợ nổi Cái Răng. Xin mời các bạn cùng với Tuấn Khương đi nha. Các bạn ơi, bây giờ là 5 giờ 15 16 phút nè, 5 giờ 16 phút. Thì cái dự định của Khương á là sẽ 5 giờ có mặt tại chợ nổi Cái Răng để đi chuyến 5 giờ sáng. Nhưng vì sự an toàn cho nên mình lái xe đúng tốc độ nha các bạn. Vì vậy mà chắc có lẽ là hơi trễ chút xíu. Và bây giờ bình minh đang lên đó các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mặt trời đang lú hồng hồng đẹp lắm. Cái cảm giác mà cho Khương trong cái lúc này á, hưng phấn lắm. Mình chịu khó mình thức sớm rẽ trái vào quốc lộ 1A. Rồi chị Google Maps chị đang nhắc đó. Các bạn thấy thời gọi là cái thời khắc mà buổi sáng này chuẩn bị bình minh lên đã lắm các bạn. Thì thôi bây giờ các bạn cùng đi với Khương nha, là chút xíu nữa chúng ta sẽ đón một cái buổi sáng thật là tinh khôi tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Rẽ trái vào quốc lộ 1. Vậy là mình đã đến chợ nổi Cái Răng rồi nha các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng với lại Khương, chúng ta hãy bước xuống tàu. Cái này gọi là tàu hay là ghe ta? Cái đò đi. À, cái đò ha. Rồi bây giờ các bạn cùng đi với Khương xuống đò nha các bạn. Đây, đò này là chỉ chở riêng mình thôi á. Đó. Hai em là Khương, em có sáng nay chở đi chơi nha. Anh tên gì? Dạ em tên Tiến anh. Tiến hả? À, Tiến, anh Tiến nha các bạn. Hôm nay là Khương với lại anh Tiến sẽ đưa Khương đi với một chuyến du ngoạn tại sông Cái Răng, chợ nổi Cái Răng nha các bạn. Mời các bạn cùng đi. Anh nghe nói là mùa này cũng ít người hoạt động buôn bán anh Tiến. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây nguyên cái đò là chỉ có mình gia đình mình thôi đó các bạn ơi. Gấp gì vậy? Đây. Các bạn mà có đi chợ nổi Cái Răng á, các bạn hãy đến liên lạc với anh Tiến luôn nha. Một người cái này mình có gọi là bác tài không anh, hay là mình gọi là cái gì? Tài công anh. Tài công. Cái gì? Tài. Tài công. Tài công hả? Tài công. À, sẽ liên lạc với anh Tiến tài công nha. Anh Tiến sẽ đưa các bạn đi nè. Đây bây giờ mình Minh đang khé lắm các bạn ơi. Ồ. Đẹp không? Đỏ mình luôn. Sẽ ra sông mới đẹp nữa. Thấy mặt trời mọc rất là nhanh đúng không? Chỉ cần 5-7 phút thôi là mặt trời đã nổi lên rồi. Ở kia có cái bảng chợ nổi Cái Răng. Bây giờ là mấy giờ đó? Em có đồng hồ mấy tiếng rồi, quay đồng hồ mấy tiếng rồi. Ok. 5:40. 5:40 anh Tiến. 5:40 nha các bạn. Mình nó dạ xuống cầu nè. Hồi nãy cái lúc mình đi trên xe là 5 giờ 15 16 phút. Rồi vào tới đây thêm 15 phút nữa là sau đó mình làm cái thủ tục mình bước vào đây nữa thì coi như là 5 giờ nửa tiếng đồng hồ. Đó. Ô, ô, bác gì vậy? Thôi, cái đoạn sáng đây. Nó đâu nào cáo. Nó đâu nào cáo. Bà ba ơi, dùng gia đình ơi, mời ăn bây giờ. Cho đi cà phê sữa đi chị. Đó, một cái văn hóa rất là đẹp nha các bạn. Đó, người ta sẽ chạy thêm nó buôn bán như thế này nè. À, bên ghe của chị này thì bán nước uống. Chút xíu về thôi chị ơi.
Bên ghe chị này, ghe chị này là bán trái cây nha. Ủa cái này dễ kêu hả? Đúng rồi, cà phê sữa. Wow. Chào anh, chào anh. Đồng nằm nóng nha, 1 ly 10 nghe. 10 nghe thôi. Rồi, đây là khu đồ chợ của mình. Dạ, anh Tiến nói gì ạ? Dạ, đây là khu đồ chợ của mình à. À, đây là khu đồ chợ nè, quá trời ghe luôn. Dạ, nó kéo dài cái này khoảng 800 mét. Dạ. Wow, chiếc tàu to quá. Mình muốn mua hàng mình sẽ ế trên những cái cây bẹo nè. Dạ. Họ treo gì họ bán đó. Là họ treo gì họ bán đó hên. Dạ, đúng rồi. Cây bẹo, cây bẹo, cái đó. Các bạn mình có sáng tác một bài đẹp lắm Cần Thơ nha các bạn. Chút xíu nữa Khương sẽ hát cho các bạn nghe bài hát này nha. Ok. À là tức là cái ghe đó nó treo trái dừa là bán trái dừa hên. Đó gọi là cây bẹo. À. Hấp dẫn quá vậy. Quá trời ghe luôn các bạn ơi. Có cầu vòng luôn. Lên đây, lên đây nè, lên đây nè anh Khương. Anh Khương. Đây các bạn. Anh chạy chậm cái đò nó đầm lắm. Các bạn thấy không? Mình đang uống một cái ly sữa đậu nành chỉ có 10.000 trên một cái sông, thì khi mà khách du lịch đó đang đi, mình sẽ có những cái ghe khác họ sẽ gần mình và họ bán cho mình tại chỗ. Thì mình thích ăn, thích uống cái gì thì mình cứ giơ tay họ sẽ tới phục vụ, rồi sau đó họ lại đi bán cho người khác. Còn bên cạnh đây thì những cái ghe này là họ bán cái gì họ sẽ treo cái đó lên trên. À. Mà sao hôm nay thấy ít vậy? À, hôm nay hơi vắng hả? Mà những treo ghe không treo, những ghe đang mua. À, những ghe đang mua. Treo là những ghe đi mua. Có nhiều treo quá trời kìa. Những ghe bán. Còn cái này để trong biển. Còn cái khoai môn đó là họ bán nè. Bán khoai môn. Khoai môn và cao. Dạ, treo khoai môn là bán khoai môn nha các bạn. Còn treo kiển là bán kiển, treo khoai lang kìa là bán khoai lang. Hấp dẫn quá. Wow, sông nước miền Tây thiệt là đã luôn á các bạn ơi. Đây nè, đây nè, trên đây người ta treo. 1 giờ sáng tới bây giờ mới được uống ly sữa đậu nành đó các bạn. Đây, anh Tuấn Khương đang uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành, 10.000 một ly. À, buổi sáng á, mình thức dậy sớm mình cảm thấy hưng phấn lắm, thấy cuộc đời mình nó lãng mạn. Tại vì bản thân Khương thì nhiều khi Khương ngủ gì dễ lắm, 9-10 giờ mới thức, nhưng mà lâu lâu mình vẫn phải trải nghiệm với lại những cái cuộc sống với người dân lao động như thế này, mình cảm thấy là rất là được hòa nhập. Đây nè, cầu vòng nè. Hiện tại thì anh Minh đang thả chớn đi thôi, bởi vì nếu mà chạy nhanh á, anh Tiến Tiến đang thả thôi, thả chớn đi để cho nhẹ nhàng. Êm lắm. Thứ nhất là mình quay đó cho nó đừng bị lắc. Cái gì là để cho cái tiếng máy đừng gióng lên, các bạn sẽ nghe nói chuyện rõ hơn. Đúng ra là phải chạy nhanh hơn, đúng không Tiến? Dạ. Đó, người ta sinh hoạt, đây là gia đình ta sinh hoạt ăn uống phải không anh? Dạ rồi, mình sẽ ghé lại ngoài sông coi gia đình mình ăn uống không? Dạ. Không, em nói là những cái ghe đó người ta đang sinh hoạt gia đình phải không anh? Dạ đúng rồi. À. Quá trời kìa. Chợ này ở đây của mình sẽ đông vật vắng thôi. Cũng không quen nhưng mà lúc nào nó cũng đông. Dạ. Hôm nay là cũng được ha. Đây là tại công anh Tiến. Tại công chứ bằng tại công. Tại công. Wow. Các bạn nhớ nha, lái ghe là kêu bằng tài công chứ không phải là tài xế nha. Mốt đừng có đi tàu đi đò mà kêu mấy anh tài xế dừng lại. Dạ, anh đó cái đó là treo cái gì đó anh? Dạ, dưa hấu đó anh. Dưa hấu. À, cái ghe đó là bán dưa hấu nha các bạn. Ghe ghe quá bán, trời luôn. Bán cà rốt, bán đu đủ. Wow, bán cải nữa kìa, treo cải là bán cải anh. Dạ đúng rồi, treo gì bán đó anh. Ghi treo quá trời luôn, là bán đều đầy đủ luôn hả? Dạ đầy đủ. Vừa bắp vừa khoai lang kìa. Bên cái chỗ Ngọc Anh đó là bán đồ sáng hả, nhà hàng hả? Dạ đúng rồi.
mà gia đình mình ăn ở dưới sông, trải nghiệm dưới sông, em sẽ ghé dưới đây cho gia đình mình ăn trên sông luôn. Dạ dạ. Ok. Em sẽ ăn cái gì tiếu mà là mình có bún riêu. À, bún riêu được anh. Bún tiếu, bánh canh. Dạ. À, đây anh Tiến nè, rất là nhiều năm kinh nghiệm lái tàu du lịch ở Trời Nổi Cái Răng. À, muốn tìm anh Tiến thì nói sao, để cho anh nói đi, cho quý khách được biết kìa. Dạ, muốn tìm em thì liên hệ qua giùm em cái số điện thoại 0907 657 008. Rồi, à, quá giòn. Thấy không, mình tạo điều kiện cho anh Tiến luôn nha các bạn. Chạy nó không có kẹt đâu, cự mình đâu. Bún riêu đây anh. Dạ rồi, em ghé đây. Wow, ghé một cái ghe nhỏ xinh xinh bán bún riêu. Cái ghe này là nổi tiếng ở đây nhá. Dạ, bán bún riêu. Trời, cái chị đó vẫn chửi tụi mình hoài luôn các bạn ơi. Sớm rồi mày. Chạy đâu mà bắt kẹt. Mình bị chửi các bạn ơi, anh tài công đang bức xúc lắm. Dạ, đâu. Chào chị. Ok. Dạ. Anh Khương ăn gì anh Khương? Anh Tiến em mời anh Tiến ăn luôn nha. Cái này bún riêu hả chị? Bún riêu, hủ tiếu, bánh lọc, mì gói, mì dắt. Thôi lấy tô bún riêu đi. Bún riêu, em ăn bún riêu em. Ăn mắm ớt gì không anh? À, một tô bún riêu không cua nha cô. Còn con là một tô bún riêu bình thường. Cô em bún riêu là bỏ, đừng có bỏ thịt gì hết nha. Bỏ chả cá được không anh? Dạ không, chả cá luôn. Đây bún, bỏ riêu thôi. Cua có quý không? Có mà giò mà ăn không? Dạ không, bỏ cua không, cua nhiều cua được rồi. Chuẩn bị trải nghiệm ăn bún riêu trên sông các bạn ơi. Anh Tài ăn gì anh Tài? Em chạy em thả là dưới nó chạy sao nó không bóp kẹn, nó sát bên nó đầu nó chửi rồi mình nó hình rồi mình chạy đây nó treo theo chửi hoài. Anh Tài ăn gì anh Tài? Dạ gia đình kêu giúp em kêu. Dạ. Không có thịt dò luôn. Không ăn dò luôn hả? Dạ. Để cho chả cá không? Không có gì đâu. Không luôn. Để cho em cái nhiều cái gạo đó. Rồi. Rau thơm. Như vậy tô của con là bình thường. Rồi, đầy đủ hả? Dạ. Qua đây cho anh ngồi cái đầu tàu anh ăn cái. Chị có cái bao xốp không chị? Năm xin cái bao xốp đi chị. Anh đựng gì? Em để đây nó bị ướt vậy nè. Ở sao có bàn chờ được không? Nè, dạ, sao mình có bàn ăn vậy? À, dạ. Thôi, ngồi cái tô này đầy đủ nha. Tô đó đầy đủ. À, các bạn thấy không? Ngồi trên sông phải ăn gì nè. Một cái tô của con không có lấy mắm mắm tôm. Thì anh này có ăn, anh này có ăn. Không, anh này có ăn. Này có ăn mắm mà. Không có tô này đầy đủ. Anh ăn cua không à. Rồi bỏ ra giùm con. Đây, bún riêu các bạn ơi. À nóng quá. Đây các bạn. Đây là tô bún riêu của Khương nha. Khương này không thích ăn thịt nhiều cho nên là chỉ thích ăn cua thôi. Đây nè. Wow. Cua không à. Ủa nghe anh Tài. Dạ. Anh Tiến chứ. Cái ghe này là nổi tiếng nhất ở đây hả? Dạ đúng rồi. Tèo hủ tiếu rồi biết rồi. À, tèo hủ tiếu. Tèo hủ tiếu. Một tô này bao nhiêu chị? 40.000 anh. 40.000 một tô nha các bạn. Cua không nè. Đó, quá xịn sò.
mà nội mà chạy tới chạy lui mời khách không cũng ít tốn ít hết mớ dầu rồi. Rồi bây giờ anh Tuấn Khương sẽ trải nghiệm ăn món bún riêu cua trên sông Chợ Nổi Cái Răng như thế nào nha. Mình nhìn là thèm lắm rồi đó. Cho em xin một miếng quýt cái này tắt. Rồi tắt nữa bạn. Phải có mắm cái này nãy bỏ mắm là mắm ruốc hay mắm nêm? Mắm tôm. Rồi phải có ớt cay rồi thêm một miếng chanh, miếng tắc vô nữa thì nó mới ngon nha các bạn. Tuấn đều đang nóng hừng hực luôn này các bạn ơi. Mình nhìn thôi thì mình thấy gọi là chảy nước dãi rồi, đừng có ăn. Đây. Nè các bạn thấy không? Có điện em nhắc điện anh. Vậy cái điện cũng mời rồi. Mày ăn rồi hả? Rồi để mình ăn thử nha. Coi cảm giác bún riêu thì đương nhiên là phải ngon rồi. Cái cảm giác ngồi trên sông ăn thế này buổi sáng là như thế nào? Đâu mà đâu? Quá đã không? Trộn chưa đều cho nên cái mùi mắm với lại cái tắc nó còn hơi bị động là cổ á. Chưa ngon lắm, mình phải trộn đều lên. Anh Tuấn Khương quay vậy là khán giả với pha cho Tuấn Khương là thèm chảy nước miếng luôn á. Ăn xong chút xíu mình sẽ hát cho các bạn nghe bài Đẹp Lắm Cần Thơ nha. Đây. Bán vậy bởi vì nổi tiếng rồi phải. Chị có thể kéo khẩu trang để cho khán giả của em thấy mặt chị không? Để mốt người ta còn nhận dạng đó chị. Chị tên gì vậy? Dạ em tên Bích. Chị Bích nha các bạn. Chị Bích. Chị Bích là cái ghe bán đồ ăn sáng. Là anh chị là sống ở trên ghe luôn hả? Quá tuyệt vời vậy. Dạ. Cuộc sống anh lên trên vậy có khi nào chóng mặt không anh? Quen rồi, ba đời sống này rồi. Dạ. Về nhà leo lên bờ mới chóng mặt không vậy? Không, quen rồi anh ơi. Ở đây dân miền Tây không có chóng mặt. Dạ. Người miền Tây là rất là chân chất thật thà nha các bạn. Ở trong á, trong ghe là có bàn ăn đàng hoàng các bạn. Có bàn ăn, có ghế ngồi đàng hoàng, nhưng mà tại vì Khương muốn trải nghiệm những cái cảm giác như thế này nè. Cho nên mình ngồi đang ăn cầm cái tô nó nóng mà nó hơi bị lắc lư. Bây giờ á, em quay sát vô tô nó ăn nè. Rồi. Đó, một tô bún riêu miền Tây. Ok, bây giờ Khương sẽ ăn thêm hai đũa nó đi. Rồi cho bằng nghĩa cũng vào ăn nha. Cái tô bằng nghĩa là có một thèm nữa rồi. Thèm rồi đó. Đây là anh Tiến, tài công của chúng ta cũng đang dùng bữa sáng. Anh Khương ăn ngon miệng quá trời các bạn. Thôi. Ơi bây giờ mình sẽ nhường thời gian lại cho bạn Nghĩa vào ăn. Đó, mình tiếp tục mình ăn hết tô này và xong tô này á, mình cùng với lại anh Tiến đã đưa mình đi thêm một vòng nữa rồi. Xin mời các bạn sẽ tiếp tục chào đón với lại những cái cảm giác tiếp theo nha. Xong chưa anh Khương ơi? Nói nghe nè, ngon lắm nhưng mà chị bán nó hơi bị nhiều cua. Do là tại sao nhiều cua các bạn biết không? Tại vì Khương không ăn thịt á, làm biết ăn thịt thì chị bù đắp lại quá trời cua luôn. Một tô nó thiệt ra 40.000 mà nãy giờ ăn quá trời ăn hoài không thấy hết cua luôn á. Bán gì sao lời chị? Sao lời đó. Nhưng mà do là không phải là Khương ngán, nhưng mà đang định là chừa bụng chút xíu nữa mình sẽ ăn những cái khác, chứ ăn nhiều quá là chút xíu nữa mình sẽ bị ngán, mình ăn những món khác không có ngon. Thôi bây giờ chắc húp thêm một miếng nữa. Nó cay cay, mặn mặn, nó chua chua mà nó thơm mùi mắm tôm nữa. Nói thiệt cái này mà cảnh này mà người bên nước ngoài coi là chịu không nổi đâu. Thôi em gửi lời chị nha. Dạ. Chị thấy anh quen quen á anh. Quen à? Gặp ở đâu mà quen? Dạ, gặp bài không nhớ nổi chắc anh hát về bài hát về Cần Thơ không anh? Đúng rồi. Hay quá trời ơi. Cái bài em có hai bài về Cần Thơ, một bài Đẹp Lắm Cần Thơ. Rồi một bài Về Lại Cần Thơ nữa. Đó. Chị là em nhớ không nổi. Vậy là chị nghe bài gì? Dạ. Cái bài chắc Đẹp Lắm Cần Thơ phải không? Cần Thơ đó. Chị bán ngon quá không? Một tô đó chỉ có 40 ngàn thôi hả? Dạ. Bây giờ thôi sẵn dịp đi, Khương sẽ hát cái bài Đẹp Lắm Cần Thơ nha mà. Để kiểm tra lại coi ăn xong răng miệng có dính gì không. Rồi. Bây giờ Khương sẽ hát bài Đẹp Lắm Cần Thơ nha. Cái bài này là Khương viết về cho mảnh đất Cần Thơ.
mà lâu quá không có hát live cái bài này cho nên không biết là có nhớ hết được cái ca từ hay không. Thì nhớ bao nhiêu hát bao nhiêu. Đó các bạn thấy không? À, đó người ta ghe những cái ghe khác đó, họ cũng tấp vào để ăn sáng. Em hát tặng chị luôn bài đẹp lắm người thơ nha. Thấy cái này không? Thôi hát không là được. Hát mọc luôn nha các bạn. Trời ơi các bạn, trời buổi sáng này nó hơi mưa, nó mưa mây á. Cần Thơ. À khoan, từ từ. Tại buổi sáng mình lấy cái tông hơi khó đó. Hát buổi tối thì nó quen rồi, buổi sáng bắt đầu cái giọng mình có còn khàn đó các bạn. Cho nên phải lấy đúng cái tông hát mới được. Rồi. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp, có nhiều giai nhân. Nhìn xa em gái trắng xinh, tóc đen mượt quá làm tôi đây chạnh lòng. Hỏi em ở nơi nào, em khe khe nói em là Cần Thơ. Sông Hậu chờ nổi cái răng, xuồng ghé tắt ráng tấp nập ngày đêm. Câu hò hô hát trên sông, làm cho sông bình yên chẳng thay đổi. Xưa phà buôn bán đông vui, giờ đây cầu nối chẳng còn phà xưa. Nay người dân sống văn minh, nhờ bao công sức những người đã hy sinh. Thôi như đây đủ rồi, buổi sáng hát rất là khó, gặp mới vừa ăn tô bún riêu rồi đó. Nó đang cay của cô Hồng lắm, cho nên hát để tặng đến cho mọi người, cho các bạn thôi nha. Thì bây giờ nè, đang có những chiếc ghe đó các bạn, cũng tấp vào để ăn sáng nè. Đó, đây là một cái người ta gọi là cái, không phải là cái truyền thống mà. Truyền thống của chợ nổi cái răng là như thế. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để đi khám phá thêm những cái chỗ đặc trưng nữa, và chúng ta sẽ tới những cái ghe trái cây á, mình sẽ mua trái cây mình mang về làm quà cho các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng đi với Khương. Rồi cảm ơn chị Bích nha. Chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi cảm ơn chị. Nhớ lên xem cái đoạn clip này nha. Rồi bắt đầu mình đi tiếp nha các bạn. Đó, người ta bán trên sông vậy đó các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vào bên trong cái gọi là cái ghe này. Đăng. Nó rất là mềm các bạn. Cái này mất vừa cái giòn nữa nè. 35.000. Dạ đúng rồi. 35.000. Mà mình ăn cảm giác nó cũng là lạ các bạn. Không có nó mềm không mất dừa. Mà nó cũng có dai bằng cái dừa. Dạ. Yeah. Mình sẽ mua thử rồi các bạn. Cái này hạn sử dụng của nó bao lâu? Hạn sử dụng á. 6 tháng anh. Còn cái này là bánh gì vậy anh? Cơm. Cơm dứa. Các bạn ơi, đây là khô đặc sản của miền Tây nha. Khô đặc sản miền Tây. Wow. Có khô cá dưa hồng nữa. Khô này là khô cá dưa hồng. Đây là khô cá này chắc cá tra quá. Cá mối, khô cá cơm, khô cá rô, đủ loại cá luôn nha các bạn ơi. Cá
đây và cũng cô có chị vàng, cô có sạch, cô có kèo. Bánh sữa chua bị dưa, dưa lưới không biết ngon không ta? Ăn thử không? Rất là nhiều ghe du lịch đang tấp vào. Các bạn, đây là đường thốt nốt nha các bạn. Từ cây thốt nốt các bạn, đường là cái cây thốt nốt nó sẽ có trái thốt nốt và cái trái đó sẽ làm ra cái đường này. Rất là mát. Mát không? Cái đó là đường thốt nốt về nấu chè kho cá cũng ngon đó anh. Dạ, nấu chè kho cá, một củ này có 60 ngàn thôi. Lấy luôn. Cái này bát bốn luôn chị. Bữa trưa ra đang thử yến. Một bên chị hành cũng sắp mưa thôi. Vậy là Khương đã mua một cái quà của trên chợ cái răng nha các bạn. Mình về mình làm quà. À, bây giờ mời các bạn tiếp tục đi cùng Khương ạ. Giờ mình đi đâu tiếp anh? Dạ bắt đầu em chạy vòng trong có cho nổi. Thì mấy anh có mua sắm gì mua sắm. Mình chạy vòng trong bắt đầu không mua sắm gì nữa em kết thúc chuyến luôn. Bạn ơi bây giờ nè các bạn thấy không? Cái cầu chợ nổi cái răng. Đây là cái cầu cái răng các bạn. Thì mình đã tới chợ nổi cái răng rồi. Thì mình phải đi du ngoạn một vòng. Và đuôi với hầm cầu đi. Và cái hầm cầu này là một cái đặc trưng của miền sông nước của Cần Thơ. Và khi đến chợ nổi cái răng rồi thì chúng ta phải có một cái cảnh lưu niệm tại cái cầu cái răng này thưa các bạn. Và nãy giờ thì Khương đã cùng với lại cái gì tài của này tài công tài công tài công nha, anh đã đưa Khương với lại bạn Nghĩa cùng với đoàn đi một vòng. Mình cảm thấy là cho mình một cái cuộc sống yêu đời lắm, thoải mái lắm trên sông nước này. Thì hy vọng rằng các bạn đã đi về du lịch miền Tây rồi thì chúng ta sẽ có một chuyến đi tại chợ nổi cái răng. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mình phải đi vào buổi sáng, lúc mà bình minh ló dạng đó, thì vào khoảng chừng 5 giờ sáng là đẹp nhất. Thì cái giờ đó là cái chợ, phiên chợ bắt đầu họ gọi là họp nhóm với các bạn thì nó mới vui, và cái không khí cho mình một cái cuộc sống yên bình lắm. Còn các bạn đi buổi trưa thì nắng nó lên rồi thì cũng còn cái gì để cho mình hưởng thụ với lại cái cuộc sống hiện tại hết. Các bạn ơi, hồi nãy thì mình với bạn Nghĩa có đi chợ nổi cái răng rồi, thì bây giờ chúng ta lại chia tay với lại chợ nổi là trên đường. Bây giờ Khương phải về lại thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn thấy đó. Bây giờ bắt đầu mình qua khỏi cầu Cần Thơ nè, qua khỏi cầu Cần Thơ là để mình về cái hướng Vĩnh Long rồi về thành phố Hồ Chí Minh đây. Các bạn thấy cầu Cần Thơ không? Về cầu Cần Thơ luôn. Hình như có màu hồng hả? Màu gọi là nó hơi hồng hồng cam cam. Thì đó là một cái chữ y ngược đó các bạn, giống như chữ V á, nó ụp xuống. Còn cầu gì ta, cầu Cần Thơ thì xuống cầu Mỹ Thuận. Mỹ Thuận là đó là chữ H đó các bạn thấy không, giống như là một cái chữ V ngược á. Rồi mình sẽ tăng tốc một xíu nha. Đây mình cho phép chạy 90 hay nhiêu, chỉ
mới chạy có 60 thôi. Mà thật sự ra Khương ít bao giờ chạy xe nhanh lắm. Mình cứ chạy, nếu mình cho phép 90 thì mình chạy cũng chừng 70 thôi, để cho cái sự an toàn mình nó vững. Với lại mình tự lái á các bạn, mà mình lại thích dòm cảnh nữa, mình thích dòm đây dòm đó, cho nên mình chạy chậm để mình trải nghiệm, mình dòm được những cảnh đẹp. Ngoài việc ca hát của mình ra thì mình, những lần mình rảnh rỗi thì mình luôn xách xe mình đi du ngoạn. Nói đúng hơn là đi phượt á. Mình thích đi đây đó khám phá lắm, chứ mình không thích đến những cái nơi mà gọi là sầm uất hay là chen lấn. Mình thích đến những cái nơi mà nó càng giản dị thì cho mình cảm giác càng thích thú hơn. Đây, chúng ta đang lên cầu mà chưa lên tới đỉnh đâu nha. Đó các bạn thấy không? Đây là còn một cái này là cái đỉnh nè. Đó, cái mũi tên đang lên là cái đỉnh nè. Nó là chữ Y đó các bạn, cái Y dài á. Nó giống như cái cây vàng ná, hồi nhỏ mình hay chơi á, làm vàng ná bắn chim các bạn. Đó, đây là đỉnh nha các bạn. Đây là đỉnh nè. Rồi, bắt đầu mình đang xuống qua cầu Cần Thơ, chạy chút xíu nữa là bắt đầu tới Vĩnh Long. Là mình đang từ ở Cần Thơ mình đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh á. Rồi, dứt cầu Cần Thơ nha các bạn ơi. Vậy là một cái buổi sáng để trải nghiệm chợ nổi cái răng của Tuấn Khương đến đây là xin khép lại. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Khương nha. Xin chào tạm biệt. Xin chào mọi người.